Trong số các dòng iPhone gần đây mà mình có theo dõi các buổi ra mắt ấy, iPhone 13, dòng 14 thì nói chung là cảm thấy mà thất vọng nhất là iPhone 14. Khi mà họ do 14 với con 14 Plus thì nó dùng cấu hình của iPhone 13, lúc đấy là mình thấy Apple bắt đầu là hơi dở rồi. Chơi cái quả mà dùng cấu hình cũ, trong khi cái dòng 14 Pro này, 14 Pro Max thì nó lại không có quá nhiều sự cách biệt. Đâm ra là mấy cái buổi ra mắt khoảng đôi năm gần đây thì nó có vẻ hơi là nhạt. Thế nhưng mà quay trở lại với iPhone 15 năm nay, đặc biệt cụ thể là dòng 15 Pro Max, thì mình thấy rằng là Apple đã có rất nhiều sự đầu tư trong cả phần cứng và phần mềm. Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng nhau gọi là xàm xí một tí. Nói một cách ngắn gọn trong một cái video gọi là tổng hợp thông tin như thế này thì với dòng iPhone 15 và 15 Plus thì các bạn cứ nhìn sang nó giống cái con 14 Pro và 14 Pro Max, tức là nó sử dụng vi xử lý cũ của dòng 14 Pro. Nôm na là như thế và nó có một vài sự thay đổi. Ở đây mình thấy rằng có một sự tích cực nằm ở cái màn hình, bây giờ độ sáng pic nó đã lên đến 2000 nit. Cái đấy thì không biết là các bạn có quan tâm lắm hay không, bởi vì với mình độ sáng của 14 và 14 Pro Max hiện tại mình dùng cũng vẫn đang khá là ok. Nhưng mà thực ra thì bôi ra mà cho nó lên thì nó cũng được, không đến nỗi, đằng nào thì cũng gọi là nâng cấp. Nếu như mà đây mà là câu chuyện của năm ngoái thì mình sẽ bảo là nếu mà mua 14, 14 Plus thì thôi mua 13 cho nó lành. Bởi vì 14, 14 Plus thì nó dùng chip chung với 13, còn lại các cái tính năng khác thì gần như không có sự thay đổi nhiều. Thế nhưng mà năm nay kể cả iPhone 15 và 15 Plus có dùng chung chip với 14 thì vẫn nên mua 15. Vì sao? Vì cái gổng C. Apple giờ đây đã gọi là chấp nhận cái việc là thôi thì bớt lãi đi một tí, bán chuyển sang tay C. Dân tình có chửi cho chục năm nay rồi hơi bị chán, không dùng Lightning nữa. Đây là một cái tín hiệu tích cực. Và theo như mình để ý trong buổi video livestream thì họ có nói là cái tốc độ truyền tải bây giờ nó sẽ lên đến 10 gigabit. Thì cái tốc độ này không phải là một tốc độ cao với một cổng tay C. Các bạn biết rằng Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 do chính Apple triển khai cái tốc độ nó đã quá cao rồi. iPhone năm nay thì tốc độ nói chung là nó mới được có 10 gigabit. Tất nhiên ở cái khía cạnh của Apple thì họ vẫn quảng cáo là nhanh gấp 20 lần USB 2. Nhưng mà USB 2 thì nó quá là lâu rồi. Đấy là do các ông chảy cối thôi, thế giới nó tiến bộ lâu rồi. Thì cái câu chuyện là 10 gigabit này thì mình nghĩ rằng nó là một cái bài toán để cho năm sau update nghe cho nó hấp dẫn. Ví dụ như là năm nay thì là 10 gigabit mà năm sau nó up lên 20, 30 gigabit thì tự nhiên lại có câu chuyện là Apple năm nay tốc độ truyền tải nhanh gấp đôi gấp 3 năm ngoái. Thế mình nghĩ là thôi thì tùy thôi. Nhưng mà tín hiệu tốt là bây giờ MacBook này rồi thì máy chơi game với lại iPhone của mình kiểu gì thì mình cũng mua 15. Thì dùng chung một cái củ sạc cho đỡ phiền. Dây Lightning bây giờ cho sọt rác được rồi. Đấy là với mình thôi, anh em nào dùng Lightning thì cứ dùng Lightning nhé. Có một điều mà anh em không biết là dùng Android lâu thì các bạn có lấn cấn hay không. Bởi vì Apple năm nay thì khi mà chuyển sang Type-C thì họ giới thiệu cái chuẩn sạc nhanh là 35W. Thế cái điều đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải đi mua một củ 35W. Còn những cái củ ngày xưa 20W đến 18W thì lại tiếp tục vứt được sọt rác. Cứ cho là cái câu chuyện năm nay Apple dành rất nhiều thời gian để giảng giải và khoe về cái thành tích cũng như là gọi là mục tiêu họ đặt ra đến năm 2030, nó là không còn sử dụng các gọi là vật liệu carbon này kia các thứ nữa, và bây giờ họ đang bảo vệ môi trường bla bla bla. Nhưng mà mình thì mình vẫn blame riêng cái vụ củ sạc mỗi năm ra một kiểu xong bắt người dùng mua kiểu mới, nó khá là phiền. Làm xưa nó củ to ngay từ đầu đi, bởi vì mình nghĩ rằng là Apple không đến mức thiếu công nghệ như thế. Các hãng Android họ làm cả 100W thì từ lâu rồi. Thì mình nghĩ rằng là cái này thì nếu như mà Apple mà họ triển khai sớm thì nó đã không khiến cho người dùng phải cứ phải lâu lâu lại thay củ sạc 18W, 20W, rồi bây giờ lên 35W các thứ này kia. Nhưng mà ở cái vấn đề sạc này thì mình có để ý hai thứ. Với Samsung, như hồi trước mình dùng con Samsung Z Fold 4, do mình dùng được khoảng vài tháng mình bán luôn rồi mình không thích. Thì con đấy thì dùng sạc Samsung 25W. Đấy là sạc mặc định, nó là sạc 25W. Thì mình thấy rằng là với sạc của Apple đưa ra cái con số mặc định này là 35W thì có vẻ là nhiều hơn, đại khái thế. Và họ cũng giới thiệu luôn là cái chuẩn sạc Qi 2. Thì cái chuẩn sạc này sạc nhanh như thế nào, hay sạc nhanh hay không, đến đâu thì cái đấy thì bao giờ còn ra máy thì bắt đầu mình sẽ test thực tế. Vì cơ bản là cái con Qi 1 mà hồi mà vẫn còn đang dùng USB 2 dây Lightning ấy, thì là con đấy thì mới sạc được có 15W thôi. Còn sao con Qi 2 thì không biết là sạc được bao nhiêu watt. Thì cơ bản là cái phần sạc không dây này thì nó cũng không có thay đổi. Thì họ thì nâng cấp lên ở cổng cặp tay C, còn trần chi thì không biết là có cái gì khác. Có một điều nữa mà cái này thì không biết là anh em iFan lâu năm thì có ý kiến gì hay không. Mình thì có thể coi như là iFan lâu năm đấy, mình mỗi năm mình thay một cái iPhone liên tục từ hồi iPhone 7 đến bây giờ.
thì cứ cho mình là thuộc dạng iFan, thì mình thấy rằng là cái việc mà năm nay họ chuyển sang cái nút bấm thì mình vừa vui vừa không vui. Vì thực ra với mình cái nút gạt nó rất là tiện. Mình không cần phải mở máy ra để kiểm tra, mình chỉ cần sờ sờ cái nút gạt, à ok gạt xuống tắt rồi. Bởi vì mình hai con rồi, nên là nhiều khi buổi tối cũng cần có một sự yên tĩnh và gạt yên lặng để nó không làm phiền trước khi mình đi vào phòng ngủ của con chẳng hạn. Thì cái đấy với mình nó là một cái tính năng nó khá là tiện. Thế nhưng mà năm nay thì họ chuyển sang một cái nút gọi là cái nút tính năng nhanh. Nó tương tự như ở trên Apple Watch Ultra mà mình đang dùng. Thì nó có một cái nút để các bạn có thể gán các tính năng nhanh vào. Mặc định cái nút đấy ban đầu nó sẽ vẫn là nút tắt bật nguồn âm. Thì các bạn chỉ cần giữ cái nút đấy là nó sẽ chuyển sang chế độ im lặng, hoặc là các bạn giữ để nó bật lên. Thì nói chung là ở góc độ mà sờ sờ và theo thói quen của người dùng từ xưa đến nay thì nó không tiện bằng cái nút gạt gạt. Thế nhưng mà thôi thì chúng ta cứ nhìn vào góc độ tích cực là nó sẽ gán được nhiều thứ vào hơn. Thì anh em nào mà có thích gán kiểu nút chụp ảnh rồi thì này kia vào đấy thì nó cũng tiện, đại khái thế. Mình thì mình thấy nó chả có tác dụng gì nhiều với mình lắm, thì cứ coi như là có tí thay đổi. Mức giá được đưa ra thì nó sẽ vẫn tương tự với đời trước, nên mình thấy nó khá là hấp dẫn. Phiên bản iPhone 15 năm nay, mặc dù nó vẫn dùng chip năm ngoái, mình nhắc lại một lần nữa, nhưng mà đây vẫn là một phiên bản mình nghĩ nên nâng cấp do nhiều sự thay đổi tác động đến thói quen sử dụng của người dùng. Từ sạc rồi thì cắm kết nối bla bla bla, thì mình thấy nó khá là ok. Với lại dẫu gì năm nay thì họ cũng gọi là giới thiệu cái cụm cảm biến camera cho cái dòng 15 và 15 Plus này, thì các bạn sẽ có quay 4K 60, rồi thì các bạn sẽ có cảm biến chân dung kiểu mới các thứ này kia, thì nó sẽ tiện cho anh em nào mà có nhu cầu chụp ảnh nhiều. Đặc biệt là trong cái bối cảnh bây giờ khi người người làm TikTok, người người làm short, thì đấy cũng là một cái sự thay đổi nó khá là tích cực. Còn với một cái dòng Pro mới, Pro 15 Pro và 15 Pro Max, thì Apple giới thiệu ra vật liệu mới để làm cho cái phần khung vỏ là do vật liệu Titan, Titan, đấy tùy các bạn gọi. Thì cái vật liệu này nó sẽ ốp ở bên ngoài, ở bên trong phần khung nó sẽ gọi là xử lý làm sao mà cho nó liền với cái phần khung nhôm ở bên trong. Thì Titan thì các bạn biết rồi, nó cứng hơn, nó chịu lực tốt hơn so với phần khung nhôm và nó đắt hơn. Thế cho nên là ngay sau khi mình xem một loạt các gọi là nâng cấp ở trên con iPhone 15 Pro và 15 Pro Max và mình thấy giá Apple để vẫn xem với năm ngoái, là mình thấy rằng là đây cũng là một động thái khá là đáng khen. Vật liệu Titan này thì nó sẽ cho chúng ta một cái nhóm màu sơn mới kiểu Titan. Các bạn sẽ có màu đen, màu trắng, màu xám xám này, xong lại một cái màu nó kiểu màu xanh xanh để khai thế. Mình thì thích cái kiểu như thế này, vì trước đây thì mình cũng đã sơn cái kiểu màu gọi là nhám li 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 kiểu kim loại lên kiểu xe phân khối lớn của mình rồi, nên mình khá là thích kiểu màu như thế này. Nhưng mà với mình thì lúc nào mình cũng đeo ốp, cho nên là thực ra thay sang Titan hay không Titan nó cũng không có gì khác nhau nhiều. Mình thì mình không bao giờ có nhu cầu để nó trần bởi vì mình hay làm rơi lắm. Mình thì để ý là cái phần camera telephoto ấy, các bạn sẽ có một cái cảm biến camera telephoto to như con gà mái ghẹ ấy. Nó có khả năng zoom quang học lên đến 5x. Và mình thấy rằng là cái camera này nó thực sự là nó có một cái gì đấy nó thay đổi rất nhiều, chứ không phải chỉ đơn giản là các bạn zoom ra được nhiều hơn. Apple có nói rằng là họ để một cái thấu kính khúc xạ 5 lần ở bên trong để đảm bảo khoảng cách giữa thấu kính và cảm biến nó đủ xa để cho các bạn có thể zoom ra được 5 lần. Và cái vấn đề về các camera macro hoặc là telephoto, nếu mà anh em hay chụp ảnh thì anh em cũng biết là zoom càng xa thì tay chúng ta sẽ càng zoom, và chỉ cần zoom một xíu thôi thì cái ảnh nó sẽ không được vững và nó có thể bị nhòe mờ, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng, khi mà điện thoại cần phải phơi sáng nhiều hơn để thu sáng tốt hơn. Thì cái điều này Apple cũng đã tính luôn, và họ thay đổi bằng cách là nâng cấp toàn diện hệ thống chống rung. Và theo như Apple quảng cáo, nó là bá nhất, nó là ngon nhất bây giờ luôn. Không chỉ là chống rung quang học OIS mà chúng tôi làm cả mấy chục ở bên ngoài nữa, chúng gọi là chống rung hết nấc. Bởi vì cái camera telephoto này nó có cái tiêu cự lên tới 120mm, cho nên nó cũng thay đổi cho cái cách mà chúng ta chụp ảnh đi khá nhiều, đặc biệt là khi Apple giới thiệu ra cái chế độ chân dung mới. Bây giờ các bạn sẽ có khá nhiều công cụ để các bạn có thể sáng tạo và chụp ảnh chân dung. Portrait mode, các bạn có 3 cái chế độ chính là 22 bao nhiêu với 35mm gì đấy, và các bạn sẽ có kết quả 120 như thế này. Và tất nhiên là các bạn sẽ vẫn có chế độ chụp ảnh macro. Bây giờ chúng ta sẽ có khả năng là thay đổi khẩu độ nhanh hơn. Nếu các bạn chụp ảnh chân dung, nó sẽ tự nhận luôn, các bạn không cần phải chuyển chế độ chân dung, và sau đó các bạn có thể tùy chỉnh độ mờ khẩu độ giả lập sau đấy. Thì đây cũng là một cái nó cũng khá là tiện. Và ngoài ra nữa thì các bạn cũng có một số cái tính năng như kiểu là sport mode này, rồi thì là chế độ chụp đêm các thứ. Thì mình thấy rằng là cảm biến to hơn, khả năng chụp chân dung tốt hơn, telephoto tốt hơn. Và đồng thời với cái việc mà họ quảng cáo con chip xử lý mới của họ vô cùng mạnh mẽ cho cái việc là hỗ trợ quay video và xử lý các tác vụ liên quan đến AI, thì mình nghĩ rằng là cái khả năng mà máy nó sẽ xử lý
cái ảnh của chúng ta ra nó sẽ ok hơn. Và theo như Apple quảng cáo là kể cả với những người dùng chuyên nghiệp có nhu cầu là chụp gọi là RAW thì cái ảnh của Apple bây giờ nó có thể chỉnh và xử lý được tốt hơn. Mình thì mình không có nhu cầu chụp ảnh chuyên nghiệp cho Apple, mình vác máy ảnh cho nó được việc. Mình thấy rằng là thôi thì nó cũng có thêm một cái công cụ. Và tiện thể nói về vấn đề con chip ấy, thì năm nay cái dòng Pro và Pro Max thì nó sẽ sử dụng chip A17. Đây là một con chip gọi là vượt trội hoàn toàn. Thì đây là một con chip 3 nanomet đầu tiên của Apple. Nó là một cái sự thay đổi vượt bậc so với lại con chip trước đây. Nếu mà xét ở hiệu năng tối đa thì con chip này chưa quá ấn tượng, bởi vì năm nay nó mạnh hơn năm ngoái. Con 16 Bionic ấy, cái nhân power ấy, thì nó chỉ năm nay nó chỉ mạnh hơn khoảng 10% thôi. Nhưng mà cái đặc biệt là ở cái nhân tiết kiệm điện, cái E-Core ấy, thì năm nay hiệu năng của E-Core nó đã tăng 3 lần so với hiệu năng E-Core ở trên con 14 Pro và 14 Pro Max. Cái này nó sẽ hữu dụng với tùy người và tùy nhu cầu. Với mình chẳng hạn thì mình thấy nó rất hữu dụng. Vì sao? Mình là cái thể loại mà kể cả pin sạc đầy mình vẫn mở máy lên và mình bật ngay chế độ tiết kiệm pin. Và các bạn biết là khi mà Apple mà bật chế độ tiết kiệm pin thì tất nhiên là để nó tiết kiệm pin rồi, nhưng mà nó sẽ làm giảm hiệu năng của máy đi. Lúc đấy thì hầu như nó sẽ xử lý bằng cái E-Core, tức là cái nhân tiết kiệm điện. Thì bây giờ nó tăng x3 lần cái hiệu năng của cái nhân tiết kiệm điện lên, thì tức là mình vẫn được bật tiết kiệm pin lên và mình có cái hiệu năng nó vẫn ngon, chứ nó không bị giảm quá nhiều như khi ở trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Đây là với mình thì mình thấy cái này nó rất là hay. Và ngoài ra nữa, cái E-Core này nó kết hợp với các cái nhân liên quan tới xử lý AI và GPU để cho các bạn vừa chơi game mà vừa có thể tối ưu thời lượng pin một cách ngon hơn. Với GPU năm nay cũng thấy quảng cáo là thay đổi mang tính vượt bậc, và khi mà xử lý đồ họa nó không phải chỉ là mỗi cái nhân GPU để xử lý đồ họa, mà nó còn kết hợp với cả nhân AI, nó giúp cho cái khả năng chơi game của Apple nó sang một cái trang mới. Tất nhiên cái câu chuyện Apple quảng cáo thì mình là người trải nghiệm rồi, thì không biết là thực tế nó đến đâu. Như năm nay chẳng hạn thì họ có quảng cáo là có những game mà sử dụng ray tracing vô cùng ấn tượng, thì họ có bảo là khả năng xử lý ray tracing nó x3 lần đúng không? Thì với một số game mới ở trên mobile, ví dụ như là gì nhỉ, The Division hay là Genshin Impact, thế cũng quảng cáo là ray tracing. Với mình thì mình không có quá quan tâm về cái việc game mobile nó có ray tracing hay không, vì màn hình thì bé tí, nó có thêm tí bóng và tí reflection, tí gọi là phản xạ thì mình cũng không nhìn thấy rõ. Nhưng mà cái ở đây là Apple quảng cáo là nó có thể hỗ trợ một số phiên bản game console ở trên điện thoại, ví dụ như Assassin's Creed Mirage sắp ra, và một số phiên bản của Resident Evil Evil 4 này, rồi thì Village thì sẽ có hỗ trợ chơi. Thì mình thấy rằng đây là một cái gọi là một vài bước đi nho nhỏ của Apple khi mà dần dấn thân vào cái gọi là cái phân khúc mà bây giờ họ vẫn đang hay bỏ ngỏ, đó là phân khúc chơi game mà nó thực sự nó là một cái gì đấy mang tính console, một cái gì đấy mang tính handheld, chứ không phải nó chỉ đơn giản nó dừng lại ở một cái điện thoại. Nintendo họ làm handheld rất lâu, Sony họ làm handheld rất lâu rồi, rồi thì PS5, rồi thì Xbox các thứ này kia. Cái cuộc chơi đấy nó thu quá nhiều tiền và Apple thì đang không nằm ở trong cuộc chơi đấy. Cái việc bây giờ họ hỗ trợ như thế, mình nghĩ rằng nó dần dần nó giúp Apple bước chân nhiều hơn với cuộc chơi đấy. Và ngoài ra thì còn một vài tính năng nữa, nhưng cá nhân mình thì không thấy nó có hỗ trợ ở Việt Nam nên mình không quan tâm. Ví dụ như Roadside Assistant gì đấy bao lăng nhăng, nói chung là mình cũng quan tâm lắm vì nó có ở Việt Nam đâu. Thì mình chỉ có nốt thêm cho các bạn thôi là con này thì tất nhiên là nó có Type-C, nó có sạc nhanh, và đồng thời là giá của nó thì vẫn không đổi. Bản cao nhất nó là khoảng độ tầm $1,200, 1199. Thì đã có giá ở trên Apple Online Store. Các bạn có quan tâm thì các bạn có thể lên website chính hãng của Apple Store ở Việt Nam. Và cái cuối cùng là một cái mà thực ra bỏ lỡ thì nó cũng hơi phí, vì mình đang là một người sử dụng Apple Watch Ultra. Thì năm nay nó ra con Ultra 2, thì vẫn là câu chuyện quảng cáo là bây giờ chúng tôi giảm gọi là vật liệu carbon, chúng tôi sử dụng vật liệu recycle, rồi thì ở trên Apple các thứ này kia, rồi thì dây đeo đồng hồ, rồi thì đồng hồ các thứ này kia. Thì cái đấy thực ra với mình thì mình không quan tâm vì họ khuất mắt trông coi. Nói thế thì mình biết thế, chứ quảng cáo rau sạch ở ngoài cuối cùng đi ăn rau vẫn rau bẩn bình thường, nên là Apple nói thế thì mình cũng biết thế. Quay trở lại câu chuyện là con Ultra 2, thì năm nay Apple họ giới thiệu một dòng vi xử lý mới dành cho đồng hồ. Họ gọi nó là S9 SIP, S-I-P, và áp dụng nó ở trên Apple Watch bình thường và Apple Watch Ultra. Cái con chip này thì theo như Apple hứa hẹn nó tăng đến hàng 60% gì đấy, rất nhiều so với lại thế hệ Apple Watch 8 trước đây. Thì mình thấy rằng là cái này là một cái điều ngon, bởi vì mình đang dùng Apple Watch Ultra mà nói ở góc độ là nó nhanh thì thực ra nó cũng gọi là vừa đủ, nó không quá nhanh. Cái việc mà mình cảm thấy nó có ích và nó khá là thú vị là cái con chip này bây giờ nó sẽ hỗ trợ xử lý cả nhân AI.
để khi mà nó thu thập các thông tin của người dùng vào trên đồng hồ thì nó sẽ có một cái nhân AI để nó xử lý các cái thông tin đấy, giúp cho cái đồng hồ nó sẽ tính toán ra các cái con số hỗ trợ giúp đỡ cho người dùng khi mà tập luyện rồi thì chạy nhảy vân vân gì đấy, nó nhanh hơn, chính xác hơn, rồi thì là hỗ trợ công nghệ vệ tinh rồi các thứ này kia mạng mẽo ngon hơn. Đấy là cái mà mình cảm thấy là nó cũng khá là thú vị. Nói chung là các bạn sẽ có một cái đồng hồ nhanh hơn, mượt hơn, dùng được lâu hơn, chậm lag hơn và có AI nên xử lý tác vụ data tốt hơn. Và ngoài ra thì Apple cũng giới thiệu kỹ hơn về cái cử chỉ tap tap này để xác nhận nhận cuộc gọi hay không nhận cuộc gọi. Họ cũng dành thời gian khá nhiều rồi để quảng cáo cho cái tính năng đấy. Ví dụ các bạn leo núi này kia mà các bạn không tiện tay nữa, các bạn bấm đồng hồ thế mà phải tap tap để ví dụ như là pau nhạc, play nhạc hay gì gì đấy, thì cái đồng hồ nó sẽ dùng ba cái cảm biến, cả máu này, cả con quay hồi chuyển và thứ vân vân, để nó sẽ tính toán xem cái hành động tap tap của các bạn nó là như thế nào, hay là các bạn vung tay hay các bạn vỗ vào bàn hay gì đấy, nó xác nhận đúng cái thao tác. Thì mình nghĩ trong tương lai thì có thể chúng ta sẽ ra một loạt các ninja làng lá, khi mà các cái cử chỉ chi tiết bây giờ nó sẽ không còn là chỉ bấm đồng hồ nữa, mà thay vì không phải chỉ tap tap không này nữa mà các bạn có thể niệm cả ấn, xong rồi nó ra cái gì đấy thì tùy thôi. Đại khái thế, mình nghĩ là sau này nó sẽ có khá là nhiều cái thao tác khác nhau. Khi mà nó đo đến cả xem máu của chúng ta nó chảy như thế nào để nó tính xem cái cử chỉ của các bạn. Thì mình nghĩ là rồi thì cái bọn này nó học ra thì kinh rồi. Thì quay trở lại cái mức giá của con bản Ultra 2 thì nó khá là cao, nó sát với con iPhone bản thấp nhất luôn, con 15 thường. Thì đây là một cái mức giá cho anh em nào mà thật sự cần một cái thời lượng pin dài và một con đồng hồ cục mịch thì đấy sẽ là một sự lựa chọn phù hợp. Còn không thì cứ con bản Sapphire bình thường, mình thì không thích bản nhôm, thì các bạn cứ thế mà mua thôi. Còn video là hết rồi. Mình thì mình ốm 2 tuần nay rồi, các bạn nghe giọng của mình là các bạn có thể hiểu, nên là mình lên rất ít video và gần như là mình không nói được. Nhưng hôm nay Apple ra mắt nên thôi cố, ngày mai chắc là mất giọng luôn rồi. Hy vọng đó là một video hữu ích cho anh em, mong anh em là like và cũng như là ủng hộ cho bọn mình, vì thức đêm thức hôm mà cút họng như này vẫn cố mà làm video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số video lần sau. Bye bye.